Hai trời ơi, nhà sao đồ chơi không chịu dẹp hả con? Nay con đi đâu chơi mới về, cái đầu tóc sao bù xù vậy? Hả? Aileen, chào quý vị khán giả nè. Ai mình chào các ông bà nè con. Aileen, chào các ông bà. Hôm nay con đi đâu mới về vậy? Sao này con nhát quá vậy? Kìa con chỉ con vẽ mấy cái gì cho các ông bà trên tường quá trời quá đất. Nó học sao nó vẽ trên đó không à? Thấy không? À, cái này cái gì đây? Cái này cái gì? Con mới mua phải không? Mới mua hả? Đây để đi coi coi. Hồi nãy mình nhận được món quà đâu, con đi lấy qua đây cho đấy đi. À, mình đi chơi nãy con ngủ đã không? Dạ. Hả? Ngủ ngon không? Dạ. Con ngủ gì vậy? Đây. Cái này là skateboard. Cái này sao skateboard đó con mở ra cho các bạn xem. Đó, đâu phải cái đó. À, con ngủ gì đây? Wow. Ấy da, dớt rồi. Trời ơi, cái skateboard. Cái này là cái tấm trượt dán. Cái này sao sao? Cà, cái này là đặc biệt nè. Đi đi về đó xong rồi nhận được cái thùng quà này nè các bạn. Đó, cái thùng quà này nè. Đi về là nhận được cái thùng quà này nè của cô Xuân gửi cho hai bé Aileen và Oven. À, thấy không? Con nói cảm ơn cô Xuân chưa? Cảm ơn. Bây giờ mình khui cái này trước đi. Mình khui cái này trước, không muốn khui cái nào trước? Khui cái nào? Cái này hả? Ok, khui cái này nha. I want to open it. Ok, open đi. Con chào các ông bà chứ mà con open. Chào các ông bà. Chào các ông bà. Con biết mở không? Dạ. Này nó đi mở chưa? Trời ơi, coi kìa. Tại nó dành dễ sợ không? Microphone check. Oh, music check. À, coi à. Music check. Rồi nhóc hồi nãy chạy nè, nó bị té nè. Nè, ông tài nãy con té đau không? Oven. Daddy. Oven, nhìn nè. Con té đau không? Oven. Không chơi. Music check. Để đi hỏi nè. Nãy con té đau không? Đau hả? Nói các bà con té đau. Nói đi. Sao nhát quá vậy? Ở ngoài nói chuyện dữ lắm mà cầm cái máy cái nó nhát cấy à. Giờ khối này nha. I'll tell you. I got music check. Cái này đựng gì đây? Cái này mà mở ra cái này là music check. Don't get that page. It's a sticker. Can you open this? Nguyên ngày luôn, bây giờ về tới thấy được cái thùng quà. I'm gonna open this. Nó vui lắm, nó mở muốn mở cái này trước nè. Con mở được không? Yes. Rồi. Hey. Let's get that back zipper. Cái đó gì vậy? Oh. Nè, trong đây có quà của con nữa nè. Nè, con này có tên con nè, thấy không? Tên này tên ai? No, cái này của con, cái này của ai? Aileen. Cái này. Oven. What vậy? The? Mở được gì? Everything. Get that back. Được không? Look at this, Oven. Nó con mở quà trước đi rồi chơi sao? Các ông bà đang chờ rồi để coi có quà gì trong đây nè. Có gì vậy? Nhà ở chơi mấy cục này không là mười mấy đồng bạc đó nha các bạn. Why got more paper? Huh? Why got more paper? I know. No. More wrapping. Have a lot of wrapping. Thôi bây giờ mở này đi nè. Nè. Mở cái này, mở này, cái này mới là quan trọng nè. Okay. Mở này nha. Okay. Đi lấy con dao mở. Cái này mới là quan trọng. Cái này của Oven, look, Xuân. This is the last round. This is we got two more wrappings left. Trong đây có quà của con này, con muốn cái gì? Được, con đố con ở trong đây có cái gì?
marshmallow. Không phải có marshmallow không? Hả? Ra xong, vậy thì cắt nha. Yeah. What you want in here? Na na na. Na 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 na. Chút chút ra con. We got a 3 half. Got another 3. Cổ dán chắc quá. It's a mystery. Con này có cái gì trong đây đây? Later we go open this. Yeah, well, that got too much wrapping. Too much? I got too many wrapping. Hey, yo. Wait. Why is it wrap and wrap? Wow, có 3 cục trong đây. Coi này cái gì đây? Ta-da! Biết rồi. Cái này là năm chú tiểu tặng ngược lại. From Đức Tâm tặng cho ngược lại cho hai bé. Coi như là cô Xuân á đại diện cho năm chú tiểu để tặng quà lại cho hai bé. Nào, From Đức Tâm. Này của Đức Tâm tặng cho con nè. Con cầm đi. Con này là của Minh Tâm. Của Minh Tâm tặng nha, cái này đại diện. Trời ơi. Cái này của Nghi Tâm tặng nè các bạn ơi. Đây, cái gì đó đây? Cha, Chí Tâm, Ngọc Tâm. From tức là người tặng đấy. Cái này của năm chú tiểu tặng, nhưng mà thực sự là quà của cô Xuân tặng cho hai bé, nhưng mà đại diện cho năm chú tiểu tặng. Wow, cái này của Phúc Tâm nữa nè. Quá trời luôn, quá đặc biệt luôn. How about mine? Đúng, cái này của con không á? Look, what's this? Ta-da! Johnny! What is this? A bell? What is this? Wow. Wow, cái này. Đây là mèo. Cái này cái mèo. Cái này là cái thiệp. Wow, thiệp viết gì đây? Đây, Dear Lộc Lê và gia đình, thương chúc em và gia đình năm 2021 bình an, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn em giúp chị gỡ quà về cho các bé Tâm. Cái này là của chị Xuân. Cảm ơn em đã giúp chị gỡ đồ cho đó, cho nên chị tặng cho bé. Cho nên chị đại diện cho năm chú tiểu để mà tặng em á. Can I open this now? Hả? Can I open this now? Cái đó hả? Thì coi còn gì nữa không? Cái này gì đó đây? Wow, what's this? That's for who? From Việt Nam. Cái này của người Việt Nam. Wow, cái này của đặc biệt cái nha. Quà này có mấy bé tặng đặc biệt cái nha. Để coi cái gì đây? What's this? Con muốn mở hả? Con mở đi. Nó không có dành. Can I open this one then? Ok, con mở đi. Wow, cái quạt. Wow, cái quạt này hay rồi nha. Daddy, cái này của năm chú tiểu gửi cho con. Con thích không? Yeah. Con đã cảm ơn ai? Marshmallow. Wow, marshmallow đó kìa. How about this? Con mở đi, mở quà ra đi. Cho bà con coi. What? Yeah, open đi con. A tray. Wow, xe này có ai đây? Wow, cái này để đựng quarter. Cái này để mình đựng tiền cắt được nè. What is it? Hai cái luôn. Hai cái marshmallow. Còn cái này gì đây? Chắc cái này nó. I hope that's the pen. Pen. Vui không? Little bear. Little bear, okay. Mỗi người anh con. Little bear, little bear, how to walk. Vui quá, vui quá. Walk, lay con, lay con. Còn gì nữa, cái gì chưa open? Còn cái nào chưa open, open how hết rồi không? This? Ok, open cái đó đi. Throw away garbage. Throw
con chocolate. Con ăn đi. Okay, các bạn biết không? Vừa rồi gửi quà về cho các bé đó. Thì trong đây đó có bịch marshmallow, bé gái á rất là thích. Rồi sau đó cái cô Xuân á là mua tặng cho bé gái liền. Cái gì vậy? Daddy, these ones are stickers. Okay. Yeah, stickers. Nè, con nói cảm ơn cô Xuân chưa? Cảm ơn ba cô Xuân. Cảm ơn ba cô Xuân. Ba cô Xuân. Cảm ơn bà Xuân. Bà cô Xuân. Chắc cô chị Xuân còn trẻ mà kêu cô được rồi. Cảm ơn cô Xuân. Con cảm ơn trước cái đã rồi con chơi sao? Con nói sao? Con. Cảm ơn. Cô Xuân. Tặng mấy đồ này cho con. What? Trời ơi, nó mê chơi dễ sợ không các bạn? Quá mê chơi luôn không? Rồi, em cũng cảm ơn chị Xuân nhiều lắm nha. Đã tặng mấy món quà này cho bé mà để tên mấy chú Tiểu vô làm. Mà lúc trước chị có dặn em rồi em quên. Giờ mới nhớ rồi là đại diện cho năm chú Tiểu tặng quà cho em, cho hai đứa bé. Em cảm ơn nhiều lắm. Và em cũng chúc chị năm mới an khang thịnh vượng nha. Bé gái nó thích cái này lắm nè. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Bye bye nè, cảm ơn cô Xuân một lần nữa. Con cảm ơn cô Xuân chưa? Cảm ơn cô Xuân. Giỏi. Thôi giờ mi gió khán giả đi nè. Ok, bây giờ em xin kết thúc cái video tại đây nha. God. Để cho hai bé nó chơi, mới đi về mệt quá, giờ phải lên thay đồ nữa. Như cái thương em hãy tặng cho em một cái đăng ký. Và xin hẹn các bạn trong những cái video clip kế tiếp nha. Nhớ bấm like và bấm share nha. Bye bye, bye nha. Bye 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 nè. Bye.